Chào mừng bạn đến với bước số 2 trong quy trình kinh doanh Amway, xây dựng lòng tin. Kinh doanh Amway lấy mối quan hệ làm cơ sở và xây dựng lòng tin là bước quan trọng liên quan tới cả quá trình kinh doanh. Nếu chúng ta làm tốt việc gia tăng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không xây dựng được lòng tin của khách hàng, sẽ chỉ hao tốn thời gian và công sức mà không mang lại hiệu quả gắn kết lâu dài. Xây dựng lòng tin là bước quyết định rằng chúng ta có thành công hay không trong quá trình tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong công việc kinh doanh của mình. Trong bước xây dựng lòng tin, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung chính như sau. Tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin trong kinh doanh Amway, các cấp bậc mối quan hệ trong việc xây dựng lòng tin và cuối cùng là chiến lược nâng cấp mối quan hệ trong kinh doanh Amway. Tầm quan trọng của xây dựng lòng tin, xây dựng mối quan hệ đóng một vai trò thực sự rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chính mỗi người, đặc biệt là trong quá trình kinh doanh Amway. Khi khách hàng đã thực sự xây dựng mối quan hệ và tin tưởng bạn, sự tin tưởng này nhất định phải từ hai phương diện. Thứ nhất là tin tưởng vào mối quan hệ giữa con người với con người. Thứ hai là tin tưởng vào sản phẩm, năng lực tư vấn của bạn. Tin tưởng vào con người bạn, đối phương sẽ có sự tự tin nhất định vào những sản phẩm bạn đang chia sẻ. Và ngược lại, khi đã tin tưởng vào sản phẩm và sự chuyên nghiệp của bạn thì sẽ càng tin tưởng vào con người và chuyên môn của bạn hơn. Chính vì vậy, hai lòng tin này luôn đi song hành với nhau, thiếu bất cứ điều nào cũng không được. Trong quy trình kinh doanh 5 bước của Amway thì xây dựng lòng tin là bước ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến hiệu quả của bước làm quen khách hàng và bước kích phát nhu cầu. Xây dựng lòng tin tốt sẽ giúp cho việc làm quen khách hàng có hiệu quả chuyển đổi cao, trở thành khách hàng hoặc ứng viên tiềm năng. Xây dựng lòng tin tốt sẽ khiến khách hàng mở lòng để chia sẻ thật tâm những mong muốn và nhu cầu của họ. Đó là cơ sở để nhà phân phối đưa ra những giải pháp phù hợp với nhu cầu của đối phương, khiến họ phát sinh nhu cầu thực sự và tiến hành giao dịch. Xây dựng lòng tin tốt cũng khiến cho khách hàng hào hứng đón nhận và trân trọng những dịch vụ chăm sóc mà mình đưa ra. Từ đó, khiến cho mối quan hệ giữa con người và con người, cũng như mối quan hệ giữa khách hàng và sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta cung cấp ngày càng trở nên khăng khít và mật thiết hơn, khiến cho các nhà phân phối xây dựng được nền tảng khách hàng trung thành, từ đó sở hữu kinh doanh Amway bền vững. Có 3 nguyên tắc kinh doanh trong Amway mà bạn cần phải biết và hiểu rõ. 3 nguyên tắc này là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh tại Amway. Nguyên tắc 1, động cơ làm việc của bạn là giúp người giúp mình, chứ không phải có lợi cho bản thân. Trong kinh doanh Amway, nhà phân phối Amway lấy động cơ làm việc là giúp người khác làm kim chỉ nam. Trong bất kỳ tình huống và hoàn cảnh nào cũng cần đặt lợi ích của khách hàng lên đầu tiên, giúp khách hàng giải quyết những vấn đề của họ. Cũng chính là tự tạo ấn tượng tốt đẹp và tăng thêm lòng tin với khách hàng. Tự nâng cao năng lực và kiến thức cho bản thân chính là động lực thúc đẩy để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Nguyên tắc 2, tâm thái. Làm việc chăm chỉ, trái ngược với việc phải đạt được kết quả một cách tốc hành. Rất nhiều nhà phân phối đến với Amway với mong muốn được thành công và có thu nhập một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong bất cứ công việc và lĩnh vực nào cũng vậy, việc thành công một cách nhanh chóng, tốc hành sẽ không song hành cùng với sự bền vững, dài lâu. Chính vì vậy, để thành công bền vững, chúng ta cần chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học tập, chăm chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực, chăm chỉ trong việc xây dựng kinh doanh, chăm chỉ và kiên nhẫn trong việc liên tục làm quen người mới và tạo dựng lòng tin. Nguyên tắc 3, chuyên nghiệp. Tạo lập giá trị bản thân khác với việc chỉ tập trung vào bán hàng. Tạo lập giá trị tức là thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân hơn là việc giới thiệu sản phẩm, bằng cách giúp khách hàng giải quyết được những vấn đề của họ, luôn học tập trau dồi bản thân, tạo lập được giá trị riêng cho chính bản thân mình. 2. Các cấp độ mối quan hệ trong xã hội. Kinh doanh Amway lấy lòng tin trong quan hệ làm cơ sở, xây dựng lòng tin là một trong những bước quan trọng để nâng cấp mối quan hệ. Trong cuộc sống, mối quan hệ giữa người với người sâu đậm hay mờ nhạt có thể phân thành 5 cấp bậc như sau. Cấp độ quen biết. Ở cấp độ này, đối phương biết tên bạn hoặc có thể nhớ lại bối cảnh quen biết giữa bạn và họ. Đây là mối quan hệ một chiều, đến từ một phía. Cấp độ quen thuộc. Khi gặp nhau, họ chủ động gọi tên bạn hoặc hai người có thể cùng tham gia một vài hoạt động xã giao, ăn cơm, dạo phố, cà phê, vân vân. Mức độ quen thuộc phụ thuộc vào lượng thông tin mà chúng ta biết về đối phương. Xét về mức độ mối quan hệ thì đây vẫn là mối quan hệ một chiều. Cấp độ quý mến. Mối quan hệ quý mến xuất hiện khi chúng ta có cảm xúc vui vẻ và thoải mái khi gặp nhau. Khi họ gặp phải một vài vấn đề về chuyên ngành hoặc sở thích, họ sẽ hỏi ý kiến bạn. Cấp độ mối quan hệ quý mến vẫn là mối quan hệ một chiều, xuất phát từ một phía. Phát triển hơn cấp độ quý mến là cấp độ tin tưởng. Trong cuộc sống xã hội, việc chia sẻ, tâm sự lẫn chuyện vui và chuyện buồn, có cảm giác an toàn và yên tâm khi ở cạnh bạn trên một phương diện nào đó. Đối phương sẵn sàng đưa bạn đến gặp người thân, bạn bè của họ. Khi có ai đó phủ nhận hoặc nghi ngờ bạn, họ vẫn sẽ ủng hộ bạn. Mối quan hệ tin tưởng vẫn là mối quan hệ một chiều.
Cao nhất là cấp độ thân thiết, là tin tưởng nhau trên nhiều phương diện và hai người có cùng mục tiêu chung, cùng trải qua một thời gian dài đồng hành, cùng nhau gánh vác và san sẻ. Các cấp độ mối quan hệ. Vậy, trong kinh doanh Amway, 5 cấp độ mối quan hệ này sẽ được thể hiện như thế nào? Ở cấp độ quen biết là khi chúng ta có phương thức liên lạc với đối phương. Cấp độ quen thuộc là khi đối phương cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động của Amway, tham gia các buổi chia sẻ kiến thức, các hoạt động cộng đồng, tham dự những buổi lễ vinh danh, tưởng thưởng. Phát triển dần đến cấp độ quý mến là khi đối phương đồng ý ký thẻ, yêu thích sản phẩm và trở thành khách hàng sử dụng sản phẩm Amway. Tin tưởng là khi họ đồng ý giới thiệu, chia sẻ sản phẩm Amway cho người quen, bạn bè, cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào chúng ta, tin tưởng vào sản phẩm, hoặc đồng ý mở thẻ trở thành nhà phân phối và làm kinh doanh Amway một cách nghiêm túc. Cấp độ cao nhất là thân thiết. Trong kinh doanh Amway, ở cấp độ này được thể hiện khi mối quan hệ giữa nhà phân phối chúng ta và đối phương có cùng mục tiêu chung, cùng xây dựng một sự nghiệp tại Amway. Xây dựng lòng tin không thể một bước thành công ngay mà là cả một quá trình nỗ lực nghiêm túc. Chỉ cần chúng ta mang tâm thái của một người muốn trao đi cơ hội tốt cho người khác, hoặc là giúp đỡ họ sử dụng những sản phẩm tốt cho sức khỏe và môi trường, hoặc là cho họ một cơ hội có cuộc sống tốt hơn, cơ hội học hỏi hoặc gia tăng thu nhập, thì việc xây dựng niềm tin sẽ trở nên tự nhiên và nhẹ nhàng. Việc xây dựng mối quan hệ cuối cùng sẽ hướng đến 3 kết quả trong kinh doanh Amway là: 1. Khách hàng mua hàng nhiều lần, mua nhiều loại sản phẩm. 2. Giới thiệu cho chúng ta khách hàng khác. 3. Chính họ sẽ trở thành nhà phân phối tham gia kinh doanh. Để đạt được những mục tiêu ở cấp độ mua hàng nhiều lần hay mua nhiều loại sản phẩm, thì tối thiểu chúng ta cần hướng đến xây dựng được sự quý mến từ phía khách hàng. Còn ở cấp độ đồng ý giới thiệu sản phẩm hoặc cơ hội kinh doanh Amway đến người khác hoặc trở thành nhà phân phối kinh doanh, thì cần hướng đến xây dựng được niềm tin của khách hàng với con người và sản phẩm. Thông qua chương này, chúng ta hiểu được các cấp độ quan hệ và từ đó đưa ra những chiến lược để tạo dựng lòng tin với đối phương. Vậy, làm thế nào để nâng cấp mối quan hệ? Kỹ năng nào có thể ứng dụng được? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây nhé! Từ quen biết lên quen thuộc, chiến lược biết người biết mặt, tăng số lần gặp mặt, duy trì tiếp xúc, làm ấn tượng thêm sâu sắc. Tại bước này, chúng ta phải luôn tạo ra cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi lịch sự, thu thập thông tin nhiều hơn, tìm ra sở thích chung giữa hai bên, sau đó tiến hành giao tiếp tương đồng. Căn cứ vào điều khách hàng quan tâm, sở thích, kinh tế, quan niệm, nghề nghiệp, v.v. Từ đó, mời họ tham gia các buổi gặp gỡ như phụ nữ thông minh, nấu ăn, con cái, v.v. Từ quen thuộc đến quý mến, cần dựa trên cơ sở tiếp xúc, phát huy giá trị, từng bước thu hút khách hàng. Với chiến lược biết rõ nguồn gốc, dựa vào những thông tin thu thập được từ khách hàng, phát huy giá trị chuyên nghiệp của bản thân, thu hút khách hàng để nâng cấp mối quan hệ lên quý mến, chúng ta có 2 tiêu chí. Về phương diện mối quan hệ, trở thành người cố vấn trong cuộc sống, giúp khách hàng giải quyết được những vấn đề hàng ngày. Về phương diện tiêu thụ sản phẩm, trở thành người tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tiếp tục mua sản phẩm hoặc nhiều loại sản phẩm. Và áp dụng phương pháp, kỹ năng, tìm ra điểm tương đồng với khách hàng, đưa ra kiến nghị hoặc phương pháp giải quyết chuyên nghiệp. Mời những người thành công, có kinh nghiệm tương tự hoặc đưa ra ý kiến giải quyết của cá nhân mình. Tận dụng môi trường Amway, đội nhóm, tập thể để tạo sự tin tưởng hơn. Tóm lại, để nâng cấp lên mối quan hệ quý mến, cần tạo được giá trị cá nhân bằng cách có năng lực giải quyết được vấn đề của người khác, hoặc đơn giản biết mượn sức hệ thống, tuyến trên để hướng đến xử lý các vấn đề từ khách hàng. Từ quý mến đến tin tưởng, chúng ta cần chân thành giúp đỡ khách hàng, cùng mở lòng, chia sẻ và ủng hộ khách hàng. Với chiến lược hiểu mình hiểu người, mọi việc bạn làm phải xuất phát từ bản thân mong muốn mang lại giá trị và những điều tốt đẹp cho khách hàng. Tin tưởng khách hàng trước thì khách hàng mới tin tưởng bạn. Tạo lập giá trị, có ảnh hưởng tích cực đến mọi người bằng cách chia sẻ khó khăn, dang tay giúp đỡ. Từ tin tưởng đến thân thiết, phát triển từng bước mối quan hệ, nhưng chúng ta đều biết, càng lên cao thì càng gặp khó khăn. Vậy làm thế nào mới đạt được mối quan hệ thân thiết? Hành vi hay sự kiện nào mới khiến chúng ta có được quan hệ thân thiết? Thân thiết chính là tri âm tri kỷ. Từ tin tưởng một phương diện trở thành tin tưởng toàn diện, thiết lập mục tiêu chung, tạo ra giá trị cho đối phương. Tri kỷ thật sự là luôn lấy suy nghĩ có lợi cho người khác để thay họ suy nghĩ, lấy vấn đề của họ thành chính vấn đề của bản thân mà tận tâm tận lực giải quyết. Duy trì thân thiết, bạn cùng chí hướng, từ đầu đến cuối biết rõ mục tiêu của mình, từ đầu đến cuối dùng mục tiêu của mình để ảnh hưởng đối phương, từ đầu đến cuối tin tưởng đối phương. Trong giai đoạn này, quan hệ có thể phát triển cao hơn hoặc có thể bị kéo xuống, quan trọng là luôn lấy lợi ích cho đối phương làm cơ sở, vượt qua thời gian, chỉ như vậy mới duy trì được mối quan hệ thân thiết. Mời bạn xem một ví dụ nhỏ sau đây.
Chỗ này có người ngồi không? Mời ngồi. Cảm ơn anh. Đúng, tôi biết là đã quá thời gian bảo dưỡng rồi, nhưng sản phẩm của công ty các anh bây giờ không dùng được. Tôi cũng chỉ muốn các anh có biện pháp giải quyết thôi. Các anh nói vậy, tôi thà mua thùng đựng nước cho rồi, cần gì mua máy lọc nước của các anh. Được, cứ như vậy đi. Đúng, các anh vẫn nên đến xem qua một chút. Nếu thực sự không sửa được, lúc đó mình bàn tiếp, đúng vậy không? Vậy chủ nhật tuần này nha, buổi sáng tôi sẽ ở nhà đợi các anh. Đúng, à mà số nhà các anh có biết chưa? Đúng, đúng. Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ mà muốn mua được đồ gì ưng ý thật là khó. Ừ, đúng rồi. Trước đây tôi cũng từng gặp phải trường hợp như anh. Trước khi mua thì nói tốt thế này thế kia, nhưng mua về rồi thì lại hoàn toàn khác. Đúng vậy đó. Xem ra nhà anh lắp máy lọc nước lâu rồi nhỉ? Anh thật là có kiến thức về sức khỏe đó. Bây giờ môi trường không được tốt, chất lượng nước cũng không được tốt. Lắp máy lọc nước là việc rất là cần thiết. Máy lọc nước nhà anh có vấn đề gì vậy? Trước đây thì tôi có mua một máy lọc nước, dùng được 2 năm rồi, gần đây nó cứ bị dò nước. Cũng không biết là do hư hỏng chỗ nào, nên tôi gọi điện cho bên chăm sóc khách hàng. Họ nói quá thời gian bảo hành rồi, nên họ chả quan tâm nữa. Thế máy lọc nước nhà anh là loại nào vậy? Loại màng lọc hay là loại thẩm thấu ngược? Có màng lọc than hoạt tính và tia tử ngoại diệt khuẩn hay không? Không phức tạp như cô nói đâu. Máy đó là vợ tôi mua trên mạng thôi. Thật ra dùng lâu cũng đến lúc đổ rồi, nhưng dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ làm tôi không hài lòng. Ồ, sao cô hiểu rõ về máy lọc nước như vậy? Tôi bán máy lọc nước. Máy lọc nước Eastspring Amway anh từng nghe nói đến chưa? Đây, tên tôi là Trần Mai Anh. Đây là danh mục sản phẩm mới nhất của Amway chúng tôi. Tôi tên là Nguyễn Cao Thuận. Anh Thuận, tuần tới có hôm nào anh rảnh không? Tôi sẽ đến gặp anh. Được thôi, thế này, chúng ta hẹn thứ hai tuần tới nhé. Dạ, dạ. Buổi sáng cô đến công ty tìm tôi. Xin chào. Anh Thuận vẫn nhớ tôi à? Nhớ, nhớ chứ. Lần trước chúng ta có hẹn sáng nay gặp nhau, bây giờ anh có rảnh không? Được, đúng lúc tôi cũng đang rảnh đây. Tốt quá, tôi sẽ qua giới thiệu kỹ hơn và trình bày cho anh máy lọc nước của chúng tôi. Tiện thể chúng ta sẽ nói chuyện về Amway. Nói về Amway? Đúng vậy. Lần trước tôi có nghe anh nói việc kinh doanh đá quý không được tốt lắm. Tôi định giới thiệu với anh một chút về mô hình vận hành của Amway. Đó là một sự nghiệp vĩ đại, không những có thể khiến anh tự do tài chính và thời gian mà còn có thể giúp đỡ nhiều người khác. Hơn nữa, sản phẩm của chúng tôi cũng rất tốt. Anh không chỉ có thể trải nghiệm sản phẩm mà còn được trải nghiệm sự phục vụ như người nhà của chúng tôi. Không cần đâu, không cần đâu. Chắc cô cũng không thể nói hết ngay được đúng không? Anh Thuận à, không mất bao nhiêu thời gian của anh đâu, mà có tốn chút thời gian tìm hiểu một sự nghiệp vĩ đại nó cũng đáng mà. Cô May Anh à, thế này nhé. Lát nữa tôi có hẹn với khách hàng rồi, hay là chúng ta hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn cô nhé, chào cô. Anh Thuận, alo, anh nghe tôi nói đã. Alo, alo, alo. Qua video vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ những sai lầm thường mắc phải trong quá trình xây dựng lòng tin, chính là các cấp độ mối quan hệ có thể từ một phía hoặc từ cả hai phía. Cấp độ mối quan hệ có thể đi lên hoặc cũng có thể đi xuống, nên chúng ta cần không ngừng xây dựng và nâng cấp mối quan hệ. Đánh giá quá cao về mức độ mối quan hệ. Khi tiếp xúc với mọi người, tùy từng việc khác nhau mà mức độ tin tưởng cũng sẽ không giống nhau. Đánh giá quá cao về mức độ tin tưởng thì sẽ dẫn đến nhầm lẫn trong việc đưa ra những chiến lược hành động không thích hợp ở những thời điểm không thích hợp. Làm ngược lại với nguyên tắc lấy sự chân thành làm nền tảng, khiến đối phương không cảm nhận được tâm của chúng ta là đang giúp đỡ họ, mà chỉ cảm nhận được tâm vụ lợi của chúng ta mà thôi, và như thế là lòng tin của chúng ta đang bị phá hoại. Một ví dụ điển hình là nhiều nhà phân phối khi tiếp xúc với khách hàng mới thường cố gắng làm sao để bán được hàng, hoặc thậm chí bán được thật nhiều hàng, hoặc thúc ép họ tham gia kinh doanh. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang cho đi một cơ hội tốt cho khách hàng, nhưng họ cần thời gian để hiểu sản phẩm có thực sự tốt hay không, cũng cần có niềm tin ít nhiều nơi chúng ta trước khi tiến xa hơn. Hãy nhớ rằng, việc chúng ta giới thiệu các dòng sản phẩm, chia sẻ cơ hội cần phụ thuộc vào nhu cầu của họ. Và mục tiêu của chúng ta là tạo dựng lòng tin với sản phẩm và lòng tin vào con người của nhà phân phối. Khách hàng mua hay không phải là mục đích cuối cùng,
Nếu họ mua một chút hàng thôi, thì chúng ta chỉ cần tập trung vào việc hướng dẫn tận tâm. Biết đâu đằng sau một khách hàng là một nhóm các khách hàng khác, hoặc chúng ta tìm được một nhân tố kinh doanh tiềm năng. Nguyên tắc xây dựng lòng tin. Nguyên tắc 1, xây dựng lòng tin với khách hàng phải lấy chân thành làm nền tảng, chứ không phải tính toán so đo về lợi ích hay trông chờ sự đền đáp. Phải có một trái tim giúp đỡ mọi người, chứ không phải chỉ mong muốn bán được hàng. Nguyên tắc 2, lòng tin phải được tạo thành từ phẩm đức và năng lực, chứ không phải cầu xin mà có. Tổng kết, tiền đề cơ bản xây dựng lòng tin là dựa trên cơ sở chân thành, có lợi cho khách hàng, xây dựng lòng tin trên phẩm đức và năng lực. Hãy không ngừng làm quen người mới và thực hành nâng cấp mối quan hệ với mọi người xung quanh. Nhớ lại một chút về các mối quan hệ xung quanh mà chúng ta có trong chương làm quen khách hàng. Việc làm quen thông qua giới thiệu chính là bước ngắn nhất để giúp chúng ta kéo gần khoảng cách và xây dựng mối quan hệ với đối phương. Và việc để lại ấn tượng tốt đẹp chính là để hướng đến việc đối phương quý mến chúng ta và dần tin tưởng, giới thiệu cho chúng ta những khách hàng tiềm năng khác. Một cách khác để giúp chúng ta nhanh chóng có được lòng tin của đối phương là không ngừng học hỏi trong Amway để có kỹ năng và kiến thức thật tốt. Khi chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc, mọi người sẽ lắng nghe dễ dàng. Chúc các bạn thành công!